Chào các bạn. Bài tập tiếp theo có yêu cầu như sau. Đây là màn hình cấp học bổng cho học sinh. Thì chúng ta sẽ nhập thông tin của học sinh được cấp học bổng. Sau đó chúng ta lưu trữ vào danh sách và thực hiện những cái thao tác xử lý trên danh sách đó. Thì sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào thông tin của học sinh được cấp học bổng. Sau đó ta đi xử lý thêm, sửa hay là xóa học sinh trong danh sách. Còn thông tin xuất thì chúng ta sẽ có danh sách của học sinh cũng như là thông tin của học sinh hiện hành. Thì sau đây tiếp tục sẽ là phần hướng dẫn giải. Khi thiết kế màn hình thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ làm quen với những cái điều kiện mới. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng List View để chứa danh sách các học sinh. Thì đây là cái điều khiển List View. List View là một cái danh sách và trên đây các bạn có thể định nghĩa các cái cột, nhiều cột, và bên trong chứa những danh sách, những cái mục chọn. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng Combo Box để chứa danh sách các lớp hay loại học tập. Thì đây là hai Combo Box. Thì đó là các cái thiết kế. Còn khi mà viết code thì các bạn lưu ý các cái khai báo như sau. Trước tiên chúng ta sẽ đi khai báo cấu trúc cho học sinh. Thì cấu trúc gồm là họ tên, trường, lớp, vân vân, những cái thông tin mà các bạn thấy ở trong cái phần yêu cầu của màn hình. Ngoài ra chúng ta sẽ xây dựng cái phương thức khởi tạo cho học sinh thông qua cái phương thức new. Rồi các bạn truyền những cái thông tin của học sinh vào và chúng ta gán cho những cái biến thành viên của cấu trúc. Với các biến toàn cục thì chúng ta sẽ khai báo một cái danh sách học sinh là một array list để chứa các học sinh. Còn dòng hiện hành là quản lý cái vị trí của cái dòng mà chúng ta đang chọn. Cụ thể hơn, trong phần bài giải thì chúng ta sẽ đi xử lý chức năng cho từng cái cụ thể. Thì đây là cái màn hình đã được thiết kế sẵn. Đầu tiên với cái list view này thì chúng ta sẽ lưu ý khi mà tạo list view thì các bạn cần khai báo các cái cột. Thì các bạn tìm thuộc tính columns của list view và các bạn add vào các cái cột. Sau đó các bạn nhớ đặt tên cho cột, gán tiêu đề cho cột, text là họ tên ở đây, rồi text align là canh lề và độ rộng của cái cột đó, tương tự cho các cái cột còn lại. Còn đây là những cái điều khiển combo box. Thì đó là cái phần thiết kế của màn hình. Trong phần code thì các bạn lưu ý chúng ta sẽ thực hiện. Đầu tiên là phần những khai báo thì các bạn tạo cấu trúc. Sau đó chúng ta khai báo danh sách học sinh, dòng hiện hành. Các bạn nhớ thêm vào cho biết cái tình trạng ở trên form là có thêm mới hay không thông qua cái biến thêm mới kiểu boolean. Sau đây chúng ta đi xử lý ở các sự kiện ở trên form. Đầu tiên là xử lý khi màn hình mới mở. Thì khi màn hình mới mở thì các bạn tạo ra danh sách học sinh. Để tạo danh sách học sinh thì các bạn khai báo một cái mảng có kiểu là cấu trúc học sinh và chúng ta sẽ khởi tạo luôn giá trị. Thì đây là một cái danh sách tùy biến cho nên các bạn có thể tạo bao nhiêu học sinh cũng được. Thì với mỗi học sinh thì các bạn dùng cái phương thức new để các bạn khởi tạo mới một học sinh và chúng ta truyền những cái thông tin tương ứng trong cái phần phương thức khởi tạo. Sau đó ta gán cái mảng này cho cái array list
bằng cách nail và release, và ta truyền cái mảnh vào. Sau đó các bạn xuất danh sách lớp và xuất loại học tập. Thì tạo dữ liệu cho combo, các bạn sử dụng cái phương thức add của thuộc tính items và chúng ta truyền cái giá trị vào. Tương tự cho cái loại học tập thì chúng ta có 3 loại là xuất sắc, giỏi hay khá. Sau đó ta tiếp tục xuất danh sách học sinh ra list view thông qua cái phương thức này. Thì các bạn thực hiện như sau: chúng ta xóa nội dung của list view đi, rồi sau đó chúng ta duyệt qua từ đầu đến cuối của danh sách lưu trữ và ta bắt đầu thêm học sinh vào cho list view. Thêm học sinh vào list view thì các bạn sử dụng cái phương thức add của items và chúng ta new một cái list view item, sau đó ta truyền một cái mảng giá trị vào cho các cái cột. Sau đó ta đi xuất học sinh đầu tiên trong danh sách. Xuất học sinh đầu tiên ta truyền cái y này và là không. Thì ở đây là xuất học sinh tại vị trí y nào đó. Thì ở đây ta truy xuất đến những cái thành phần trong cấu trúc tại phần tử thứ y và ta xuất ra những điều khiển ở trên form. Như vậy là ta vừa xử lý xong cái sự kiện load của form. Tiếp tục ta sẽ đi xử lý khi mà ta chọn một cái loại học tập thì chúng ta sẽ xuất ra cái mức học bổng tương ứng. Thì ở phương thức lấy mức học bổng thì chúng ta sẽ định nghĩa như sau: các bạn xét từng trường hợp của cái mục chọn trong cái combo thì selected index trả về cái vị trí chọn. Thì do lúc nãy chúng ta add vào là xuất sắc, giỏi, khá tương ứng với vị trí 0, 1 và 2 và ta trả về cái giá trị học bổng tương ứng. Thì đó là cái xử lý cho cái loại học tập. Còn với nút thêm thì chúng ta sẽ xuất học sinh mới và ta cho biết tình trạng là đang thêm mới và dòng hiện hành sẽ là -1, nghĩa là chúng ta đang có cái vị trí ở vị trí thêm mới. Để xử lý cho nút cập nhật thì chúng ta sẽ thực hiện là lấy học bổng, rồi sau đó ta khởi tạo một học sinh với giá trị ở trên form. Sau đó ta hỏi nếu như đang thêm mới thì chúng ta sẽ thêm một học sinh vào danh sách. Ta gán dòng hiện hành bằng cái vị trí cuối cùng. Ngược lại thì ta sẽ cập nhật phần tử hiện hành trong danh sách bằng với cái học sinh mà chúng ta vừa tạo. Sau đó chúng ta xuất lại cái danh sách học sinh. Và sau khi thêm xong thì các bạn cho biết cái tình trạng. Sau khi cập nhật xong thì chúng ta cho biết tình trạng không còn là thêm mới nữa, thì chúng ta sẽ cho cái thêm mới bằng form. Thì đó là cái xử lý cho cái nút cập nhật. Một xử lý nữa đó là khi mà chọn trên list view thì chúng ta sẽ xuất cái vị trí xuất học sinh tại vị trí hiện hành. Thì ta sẽ lấy cái vị trí hiện hành thông qua cái focus item của list view và cái thuộc tính index của nó. Sau đó ta xuất vị trí học sinh thứ y mà chúng ta vừa lấy và ta gán cái dòng hiện hành bằng với y. Lưu ý khi chúng ta xử lý nút xóa thì chúng ta cần phải xét nếu như chúng ta đang thêm mới thì chúng ta không cho xóa và thoát. Ngược lại khi các bạn cần xóa thì chúng ta cần phải xét là có phần tử nào hay không. Thì nếu như cái count của danh sách mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ remove add cái vị trí hiện hành
sau đó chúng ta xuất lại cái danh sách. Tuy nhiên sau khi xóa xong thì có thể danh sách không còn phần tử nào, cho nên là ta sẽ xét nếu như còn phần tử thì ta sẽ gán dòng hiện hành là dòng đầu tiên và ta xuất lại học sinh đầu tiên. Ngược lại thì ta gán dòng hiện hành bằng trường 1 và chúng ta xuất học sinh mới để chuẩn bị thêm. Còn trường hợp ngược lại có nghĩa là chúng ta xóa nhưng mà không có phần tử nào để xóa thì chúng ta sẽ thông báo là không có học sinh để xóa. Thì như vậy là chúng ta vừa xử lý xong các chức năng ở trên form. Thì sau đây chúng ta sẽ đi thực thi chương trình. Đầu tiên là cái việc di chuyển thì các bạn thấy nó sẽ xuất thông tin tương ứng. Còn khi chúng ta sửa, ví dụ như là học sinh này là xuất sắc, sau đó chúng ta sửa lại là giỏi thì nó sẽ xuất cái học bổng tương ứng và chúng ta cập nhật. Thì các bạn thấy ở đây sẽ là giỏi, cập nhật lại. Còn khi bấm nút thêm thì chúng ta sẽ nhập vào học sinh mới cần thêm và trường. Thì các bạn thấy một học sinh mới sẽ được thêm. Còn giả sử chúng ta muốn xóa một học sinh nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng nút xóa thì nó sẽ xóa sạch, xóa thông tin của học sinh đó. Như vậy là chúng ta vừa xem xong phần bài giải của màn hình này. Thì ở đây chúng ta vừa ôn tập lại cái phần structure, định nghĩa một cái cấu trúc, sử dụng nó trong một cái danh sách với array list, các cái thao tác trên danh sách như là thêm, sửa, xóa, vân vân. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.